Cho nên anh sẽ để cho em với mức giá là 150 triệu. Giá này là tốt nhất rồi đó, đôi bên cũng có lợi. Trời ơi, giảm phân nửa luôn rồi, không tốt sao được. Em cảm ơn anh. Thế thì mình chốt deal nhá. Ok. Cái gì? Chốt deal hả? Dạ vâng, với cái deal hời như thế này thì chắc là anh em mình sẽ ký hợp đồng thỏa thuận ra hai bên luôn nhá. Hả? Ký xong là em chuyển cho anh 50 triệu liền. Ha? Trời, lấy bút. Anh cứ xem qua. Trời, đi. Anh biết anh là người cảm tính nhưng mà đâu có đến nỗi mà vừa nói ra mà anh nuốt lại đâu mấy đứa. Làm gì mà biên bản gấp vậy? Không anh, cái này gọi là biết nắm bắt nhân tài. Này, gọi cho kế toán chuyển tiền luôn nhá. Vâng. Anh xem kỹ ở mục 3. Mục 3. Nếu mà có hiểu anh cứ trao đổi với em nhé. Nói chung anh ấy cũng khá là đầy đủ đó. Rồi em làm việc cũng chuyên nghiệp đó. Dạ. Anh ký đây đúng không? Dạ vâng ạ. Quay lại bên đi. Dạ. Cảm ơn anh. Này. Sao? Đợi xíu. Trời ơi mẹ. Bên em sẽ giữ một bản và bên anh sẽ giữ một bản ạ. Vậy là bạn này anh sẽ giữ ha. Dạ. Xong chưa? Xong rồi. Rồi. Anh ký xong rồi đó. À, dạ. Nói chung chuyển khoản thì tụi em cứ thông thả đi. Chuyển cho anh trong ngày cũng được. Dạ. Dạ vâng, bản này là anh giữ ạ. Ok, anh sẽ giữ bản này. Dạ. Thôi, anh tới giờ đi công việc rồi, hai đứa cứ ngồi chơi nha. Dạ. Hai đứa sao? Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh, em chào anh ạ. Cảm ơn em. Bây giờ thì mình đã tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào rồi. Đúng vậy. Anh Mẫn nhá, là một người lập trình viên rất giỏi. Anh này còn có các mối quan hệ ở trong showbiz rất là thân thiết, rất là có lợi cho cậu đấy nhá. Hiểu vậy. Cho đó nên hả? Cái việc tiền nong ấy, sòng phẳng với người ta vào nhá. Bây giờ là giải quyết xong cái vấn đề lo ngại nhất của dự án rồi đó. Chưa đâu, còn một cái quan trọng nữa. Làm sao để mà có thể rút lại tiền từ tay của mẹ tôi đây? Đấy là chuyện của gia đình cậu, cậu tự đi mà giải quyết đấy nhá. Tớ chịu rồi đấy. Ủa mẹ. Ủa mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi du lịch mấy ngày rồi mẹ về. Đi du lịch? À. Trời ơi, mẹ cầm tiền của con, mẹ làm kế toán cho con mà mẹ đi du lịch. Con nói vậy chẳng khác nào ý con là mẹ biển thủ số tiền của con hả? Ủa chứ sao con gọi điện thoại mẹ không bắt máy? Đối tác của con cần con chuyển tiền gấp. Mẹ thôi mẹ làm con lo quá. Bây giờ mẹ chuyển hết số tiền mà cổ đầu tư cho con đi. Con mẹ. Khoan mẹ, với cái thái độ này, với cái giọng nói ngập ngừng này, mẹ đừng nói mẹ xài hết rồi nha. Mẹ không có xài mà mẹ đầu tư. Mẹ đầu tư vào Cô đơn teo. Mà mẹ bị sau đó thất bại. Thảm hại. Thất bại hả? Thảm hại lắm con ơi. Thảm hại nguyên 1 tỷ luôn. Không còn một cắc. Đó. Trời ơi, cái gì vậy con? Ê, Minh Anh, cái gì mà la sùm vậy? Hả? Mẹ. Ui, tay cái đau. Ui. Mẹ không định dạy trốn rồi đúng không? Trốn cái gì? Thôi buông ra đi, đau quá trời quá đất kìa. Tôi mới là định cậu chạy trốn cậu á. Đó. Đó cái gì mà đó? Mẹ chạy trốn con đó. Cái bản kê khai tài chính của con á. Nhìn vô là mẹ muốn khóc rồi. Đúng là không có mẹ là mọi chuyện hư hết. Sao vậy cái gì? Con coi lại đi. Kê khai như vậy là hao hụt cả 200 triệu. Trời ơi, may mà không có mướn người ngoài á. Mướn người ngoài là tiêu rồi con. Là hết sạch không còn một cắc. Vậy mà con tưởng... Tưởng mẹ biển thủ của con 1 tỷ đúng không? Con nghĩ cái kiểu đó đó hả? Không có. Mẹ, mẹ chuyển khoản cho đối tác giùm con đi. 50 triệu thôi. Đối tác gì 50 triệu? Đối tác làm ăn. Là sao? Thì vậy nè. Sao? Con hợp tác làm cái app với người ta. À. Thì cái app đó giá trị là 150 triệu. 150 triệu. Đó, thì bây giờ người ta trả hơn 2/3 rồi. Ta trả 2/3 cho con. Đúng rồi, là 100 triệu. Là 100 triệu. Con chỉ cần trả 50 triệu thôi. Con trả 50 triệu. Quá lời. Rồi người ta trả cho con 100 triệu chưa? Chưa trả. Con mới nói chuyện thôi. Bây giờ con chuyển cho người ta 50 triệu. Con nói là quá lời. Không, nhưng mà người con ta kiểm có... tra cái app đó chưa?
Rồi mẹ yên tâm đi. Có an toàn không? An toàn, người ta là IT có tiếng mà. Phải không đó? Con đã ký hợp đồng hợp tác rồi. Hả? Ký rồi. Ký rồi? Dạ. Rồi con điêu giá làm sao? 50 triệu. 50 triệu. Chuyển lần luôn. Cái gì? Mẹ đã nói với con rồi, chuyện điêu giá hay là ký hợp đồng gì đó, tất cả là mẹ lo mà. Tại sao bây giờ con lại quyết định như vậy? Con làm việc theo cảm tính như vậy à? Ủa nhưng mà con là sếp của mẹ mà. Làm sếp thì phải điêu giá cho đúng chứ. Cái kiểu như vậy con hả, làm mẹ không chi, nhất quyết không chi. Đây là một phần trong ý tưởng của con. Con muốn tự chủ động quyết định. Nhưng mà mẹ là người giữ tiền, mẹ chi hay không đó là quyền của mẹ. Mẹ lật lọng hả? Mẹ thấy chưa? Lật lọng mà, lật lọng rồi. Sai lầm. Giấc mơ là có thiệt rồi. Alo. Oh my god. Taylor. Cho diễn viên bên đó hả? Dạ được chứ được. Ở bên công ty tôi có sẵn hết. Ok. Rồi. Tôi đồng ý. Rồi sẽ ký hợp đồng ha. Dạ. Rồi đó. Mẹ đã nhận show cho con rồi. Con sẽ làm stylist ở bên công ty đó. Lương là 50 triệu. Và nếu như con chấp nhận đi làm, mẹ sẽ ứng trước cho con số tiền đó. Coi như là trám vào số tiền mà con đã xài vô lý, con đã ký với IT đó. Hình như con thấy là con là nhân viên của mẹ chứ không phải mẹ là nhân viên của con. Rồi cuối cùng tiền của con cũng không được xài luôn. Được, nhưng con phải xài cho đúng. Nếu không đúng thì phải tự kiếm tiền mà bù vô. Bắt đầu con cảm thấy hối hận khi mình đưa cục tiền để cho mẹ giữ rồi đó. Vậy chứ, mẹ cũng đâu có ham muốn gì để mà quản lý tiền của con. Nhưng bởi vì mẹ là một người mẹ, mẹ phải quan tâm đến con. Cho nên bây giờ con phải tập làm quen với cái cách quản lý tiền của mẹ đi. Bởi vì tất cả là điều lo cho con đó. Chị Thúy, chị đi theo em hả? Chị vậy? Mấy hôm nay chị điện thoại cho em hoài không có được. Chị thấy em từ đằng xa đi theo em, bạn về gặp người nhà, gia đình em. Em đã nói với chị rồi, ba em nghĩ coi phong thủy rồi. Hơn nữa, em sợ chị về nhà gặp ba em, rồi chị kể hết tất cả mọi chuyện, là cả nhà biết hết những điều gì mà em muốn giấu kín. Chị ơi, em đã khai hết chị những điều gì xấu nhất của em ở bên bển rồi. Vậy mà chị còn không tin em nữa hay sao? Chị muốn cái gì nữa? Chị biết em đã lấy nửa tỷ của Minh Anh, tiền khởi nghiệp của thằng bé đưa cho chị. Em vì con em. Nhưng mà ba chị á không may nhập viện như thế, chị cũng đâu muốn đâu à. Em đã nói với chị rồi, sau khi cân đối hết tất cả mọi thứ, em sẽ chi trả cho chị hết. Vậy mà chị vẫn không tin em sao? Chị tin em, nhưng mà tin trong hội họp á. Chị hứa sẽ không nói cái bí mật của em, nhưng mà em cũng phải để cho chị nắm đặng cán chứ. Mẹ. Minh Anh, con... Mẹ cứ lấy số tiền còn lại của con trả cho cô đi. Còn vốn khởi nghiệp của con thì sao? Vậy mẹ có chấp nhận bỏ hết sĩ diện vì con một lần nữa không? Nên là mẹ cứ lấy hết số vốn khởi nghiệp của con để trả nợ đi. Mẹ tôi khóc vậy thôi chứ tôi biết chắc mẹ sẽ chẳng bao giờ vì tôi hay vì bất cứ ai mà gỡ cái mặt nạ của mình xuống. Mẹ tôi luôn sống vì sĩ diện của bản thân mình trước tiên, rồi mới có thể sống cho người khác. Nên tôi một lần nữa vì sĩ diện của mẹ mà đánh đổi cả sự khởi đầu khởi nghiệp vì chiếc mặt nạ của mẹ tôi. Thì mẹ cậu đã lấy hết số vốn mà bà cố đầu tư ra để trả nợ xong rồi đi qua Mỹ luôn à? Thế nhưng mà cô nghỉ việc ở bên đó lâu rồi mà nhở? Nhà chưa ai biết hết đó, đừng có la làng. Tớ biết ý mà, biết là nhà cậu không có ai tớ mới hỏi như thế chứ. Nhưng mà cô Lệ sang đấy để làm gì nhở? Không biết nữa, chỉ nghe mẹ nói với cả nhà là đi công tác vậy thôi. Công tác à? Theo tớ nghĩ thì cô Lệ sẽ đi làm việc ở đâu đó kiếm tiền để bù đắp lại cho cậu. Chứ qua Mỹ đâu phải dễ dàng như thế đâu. Đâu có muốn qua là qua như thế được đâu, đúng không? Thì đúng, nhưng mà không biết nữa. Chị thấy là người ở lại là phải giải quyết hậu quả rồi đó. Mệt nha. Xin lỗi Minh Anh, thực sự thì tớ không biết ông Minh Mẫn là một hacker chuyên nghiệp như thế, nên là mới giới thiệu cho cậu. Thôi,
đâu sao đâu. Nói chung là trong cái rủi cũng có cái may. Tôi vừa chuẩn bị chuyển tiền cho ổng thôi thì nhận được tin là ổng hắt người ta bị bắt, chứ không là mất 50 triệu rồi. Tôi xin lỗi nha, thương panda của tớ nhiều quá. Vậy thì Ben Quinn phải ở bên cạnh tôi nhiều hơn. Để chị biết không? Để tôi có động lực cố gắng đó. Tất nhiên rồi, tớ phải ở bên cạnh panda của tớ để chăm sóc, để yêu thương với cả giúp đỡ cậu chứ, đúng không? Nhớ nha. Mà cũng may nha là bà cố không khe cái số tiền đó, chứ nếu không nhá, cậu xô chắc luôn. Ủa, giọng quen 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 vậy ta? Ông Út. Ông Út này hả ta? Ê, không được, ông Út mà biết chuyện này á là lớn chuyện luôn đó. Từ từ, bình tĩnh nào. Sao? Ai, chứ ông Út là cậu dễ dàng để đối phó đúng không? Dễ mà đúng không? Bây giờ nhá, cậu nghe tớ, bình tĩnh này, cậu cứ gọi là gì nhỉ? Tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng mà đặc biệt nhớ nhá, là đừng để thần hồn át thần vía. Hiểu chưa? Sao nãy con nghe sắp gì mà tới giờ mới tới vậy? Ông nói với bác tài là sắp tới. Ông ghé túi này kia. Ông chào Minh Anh. Chào con. Chào ông ạ. Sắp tới rồi. Không phải. Sắp sắp nhỏ đó hết rồi, có ơn con với bạn vậy. À, ông ngoại con á thì đi chơi bên Hội Đá rồi. Còn mọi người đi làm. Ủa, mà ông Út bên đây chắc là có chuyện gì quan trọng lắm đúng không? Đúng rồi. Rất là quan mà. Không ăn. Không, quan mà. Quan ngại. Không, cái quan mới của con. Quan trọng. Tại vì á là cô biết à mà mẹ con mà đi công mà. Công viên. Công tác. Con không hiểu. Dạ vâng, con xin lỗi ông Út ạ. Cho nên là cử ông Út đi lên đây là giám thị. Đâu có học đâu mà giám thị. Giám sát. Rồi á là trưởng ban phát và phát ngôn theo ý của là cố. Dạ. Cho nên là con phải trình báo không đâu có ca hát mà thu âm gì. Vậy là con đoán trước ý con dịch rồi, khỏi nói luôn cho khỏe. Ông mà mệt quá tại khổ ghê vậy đó. Hiểu ý ông chưa? Dạ con hiểu ạ. Thu chi công ty ra mà ra sao. Giờ trình báo cho ông trình báo cố ha. Ôi, con cảm thấy rằng là bà cố đúng là một cái người có con mắt rất là có cơm. Rất là chuẩn chỉnh ạ. Gọi là biết nhìn đúng người và giao đúng việc. Theo như con được thấy nhá, là sau cô Lệ là chỉ có ông Thừa thôi. Ông Thừa mới có thể là rất là con bị cà lắm và cà chám lắm luôn hả? Con xin lỗi, tại vì con đang bị bí từ ạ. Chỉ có ông Thừa thôi mới có thể là đảm nhận cái trọng trách quan trọng này giúp Minh Anh thôi ạ. Ông ơi, con có chuyện này muốn nói với ông. Con con nói để con nói luôn. Minh Anh nghe không? Bây giờ là não là căng như cái dây đàn, còn công việc thì chất chồng thành từng núi. Anh sắp kiệt sức đến nơi rồi đấy ạ. Bây giờ là con có một cái ý kiến này, thì không biết là ông có đồng ý với con được hay không. Là bây giờ ấy, ba ông cháu mình phải tìm một cái quán nào nó mát mẻ một tí, rồi gọi vài món nhậu lai sai mà được thêm một tí cay cay nữa ấy, thì nó gọi là rất là tuyệt vời rồi. Thì nếu mà có được như thế thì Minh Anh đôi khi lại báo cáo là trơn tru và ngon nghẻ hơn đấy không ạ? Con biết mà, con để con nói. Con đến. Con mà con đến. Con là gì?
mà con đi sâu sâu mà sâu sâu mà sâu sắc không cái sâu mà sâu sâu mà sâu xa sâu 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 thẳm sâu chớp quá ủa sâu mà sâu sâu xa sâu đi sâu 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 vô đi sâu mà sâu vô đi sâu vô công việc của Minh Anh quá vậy à dạ vâng thưa ông nhưng ông cho con làm 10 điểm ông cho con hay là con cho ông ạ trời ơi đói quá ô mốt thật ra Yến là lẹ làng gì ủa mà khoái đứa sao giờ chưa đi tại vì từ trước đến nay tớ thấy là tớ lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu ấy cậu nghĩ đi vừa mới hôm trước này tớ rủ cả ông thừa cả cậu ra quán nhậu để làm gì việc thì không làm xong bao nhiêu là chuyện xảy ra vừa mất tiền lại còn mất cả ví nữa chứ tớ đã suy nghĩ nhiều lắm rồi như là sao quả tạ của cậu ấy. Tôi xin lỗi Minh Anh. Trời ơi, cô nương ơi, đừng có suy nghĩ nữa. Suy nghĩ chi vậy? Đối với tôi, Yến là một người rất thông minh và có gu thẩm mỹ. Và đặc biệt là Yến là người thương tôi vô điều kiện. Thật không? Thiệt. Nhưng mà tớ sợ, tớ lại là gánh nặng của cậu đấy.